Chào ngày mới và chào tuần mới quý vị khán giả. Sáng sớm ngày hôm nay khi đi ra đường thì cá nhân tôi đã cảm nhận được không khí khá là mát mẻ, thoáng đãng và dễ chịu rồi. Và nếu như mà trạng thái thời tiết như thế này duy trì trong cả tuần thì mọi người sẽ cảm thấy có động lực hơn để đi làm với chị Bích Hiền. Vâng ạ, nhiệt độ quá là oi nóng và nóng hơn là tuần trước thì sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, đặc biệt là nếu mà phải làm việc ngoài trời ạ. Và tin vui là trong cả tuần này thì nắng nóng sẽ tạm chấm dứt và thay vào đó là những cơn mưa rông vào chiều tối, đêm và sáng sớm sẽ liên tục xuất hiện, giúp xoa dịu nền nhiệt và nhiệt độ không vượt quá 35 độ. Đáng chú ý là mức nhiệt này sẽ duy trì cho hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước ạ. Vâng ạ, như vậy thì chúng ta sẽ có một tuần mát mẻ và hy vọng rằng là không khí thời tiết này sẽ khiến cho quý vị khán giả có thể giảm bớt các thiết bị làm mát công suất lớn như là điều hòa và thay vào đó là ưu tiên sử dụng quạt để tiết kiệm điện, vừa tránh hóa đơn tiền điện của gia đình chúng ta tăng tốc cũng như giảm bớt những áp lực lên hệ thống lưới điện quốc gia. Chỉ bằng những cái hành động nhỏ thôi như chúng ta sẽ tắt bớt những chiếc bóng điện này, phơi quần áo thay vì dùng máy sấy hay là rửa bát đĩa bằng tay thay vì cho vào máy rửa bát thì chúng ta đã góp phần vào việc bảo tồn năng lượng và đóng góp cho các mục tiêu giảm sự nóng lên của trái đất ạ. Và đó là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý của ngày hôm nay. Dự báo thời tiết chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước sẽ có trong phần cuối của chương trình.